đường vào là những cái bụi lá dừa nước nè. Đó, ngày xưa bà con mình sống thường thường đi theo những cái con hẻm con đường đó, rồi có hàng rào cái dạng cây tạm bợ ở đây, rồi đi vào trong cái khu vực nhà. Mình đi qua bến đò Chợ Kinh được không? Đường này đúng là đẹp luôn á. Đi vào buổi sáng sớm hôm nay, giờ này trời nó cũng lên hé những ánh nắng lên nhẹ nhẹ rồi cả nhà. Cống kèo này sao nó màu kỳ quá chị? À, bóng sệ à? Này mình bán bao nhiêu? 1 ký. À, 150 ha. Cá đối này, cá đối xong ha. Không biết là quán này đẹp hay không đây. Ôi, tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Một cái ao, xong rồi á, ở phía ngoài á, là những đám lá dừa nước, có những cây chồi. Ôi, mát vừa rưỡi luôn. Ôi, căn nhà đẹp ghê luôn. Nhà đại gia ở dưới quê nè cả nhà. Quá trời quá đất. Chờ bà con mình chạy qua một tí xíu đi, hỏi thăm đi cả nhà ơi. Không thấy ai đi ngang cái tuyến đường này hết. Chị ơi, chị cho em hỏi thăm cái chị. Bên hướng này là đồng ruộng, có căn nhà xa xa đẹp quá trời luôn á cả nhà. Căn nhà gì đâu mà nó dài sọc ha. Này có cỡ 50 mét có đó cả nhà. Có căn nhà có 4 phía trước ha. Rồi khu vườn ở phía sau nè, dài sọc luôn. Tha hồ mà trồng cây ăn trái. Phía sau còn có mấy cái hàng dừa nữa đó. Cạnh cái con kênh thì phải. Dạ, em xin được mến chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Quê Nhà Ngày Nay. Thì hiện tại em đang đứng ngay cây cầu Thủ Bộ thuộc xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Từ ở ngay chỗ mà em đứng đây nè, mình di chuyển về hướng Sài Gòn đó cả nhà. Thì có hai con đường đi ha. Một là mình phải qua cây cầu Thủ Bộ này tới ngã tư ở phía trên chợ Trạm, rồi mình rẽ hướng tây phải đó, mình đi về trung tâm thị trấn Cần Giuộc cũng như là đi về Sài Gòn. Đi chắc đâu đó tầm khoảng 20-25 phút là tới đó cả nhà. Còn cái hướng thứ hai là mình đi ngược lại ở phía sau lưng của em nè. Đó, mình tới ngay ngã tư Đông Thạnh ở phía trước, rồi mình rẽ bên tay trái để đi về hướng Lê Văn Lương rồi đó, quận 7 Nhà Bè đó, cũng về được thành phố luôn. Từ ngay chỗ mà em đứng đây nè, mình đi xuống cái trung tâm của thị trấn Cần Đước thì rất là gần luôn. Ngay đây dưới dốc cầu có một cái ngã ba, và cái con đường này nó đi song song với con sông Cần Giuộc á. Thì em nghĩ cũng rất ít bà con mình biết tới cái con đường này, mặc dù nó nằm ở huyện Cần Giuộc, cũng gần ở trên Sài Gòn đó. Con đường này là một cái con đường làng quê và cũng có rất là nhiều cảnh vật đẹp ở nơi đây. Thì trong cái clip kỳ này, mời cả nhà cùng em khám phá tìm hiểu cái đoạn đường này nó sẽ như thế nào, có những cảnh vật gì, mình cùng nhau đồng hành và khám phá trong cái clip hôm nay nha cả nhà. Ở ngay đây mình muốn quẹo vô con đường này, từ trên cầu Thủ Bộ mình thả dốc theo cái hướng mà ngã tư trại trạm xuống, là quẹo qua bên tay phải nha cả nhà. Đó, chạy theo con đường đan nó rất là đẹp luôn, một con đường đan. Phía này ở dưới dốc cầu cũng có một cái dòng cua để mình đổi chiều nè. Thấy bà con di chuyển từ ở phía bên kia nó qua quá trời đó. Ở đây có vài cái căn nhà lác đác của bà con mình. Một cái cây cầu bắc ngang cái tuyến đường nè cả nhà. Đây là con đường Tây Phú ha, lộ giới nó 18 mét. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào trong để tham quan khám phá khu vực bà con mình sinh sống ở đây. Có một tiệm sửa xe nè, rồi có bán nước ngọt, cà phê đá ở dọc đường. Đường này đúng là đẹp luôn á. Đi vào buổi sáng sớm hôm nay, giờ này trời nó cũng lên hé những ánh nắng lên nhẹ nhẹ rồi cả nhà. Giờ này bà con mình đi làm ở tuyến đường này nè, chạy từ ở phía trong chạy ra quá trời. Bên tay phải mình là cảnh của
cái con kênh, một con kênh song song với tuyến đường, có những cây dừa xõa bóng mát dưới bờ ao nè, những lùm dừa lá nữa cả nhà. Bên này dịch vụ kinh doanh đại lý bia của bà con mình, Tám Hùng. Trời ơi, phía sau kìa, phía xa kìa cả nhà, còn trống quá trời. Có những cái cống ở đây nè, nhìn cảnh rất là dân dã luôn. Đây là cái đập cái cống gì á, chạy ra con sông Cần Giuộc đó cả nhà. Những cái đám dưa lá dừa nước bị sâu ăn hết giáo rồi. Ở đây thấy người ta cũng làm cái bờ kè nè, để giữ đất nè cả nhà. Rồi phía bên tay phải là, phía bên tay trái là cảnh một trường học, phía bên tay phải là trạm y tế. Cái này là không phải trường học cả nhà ơi, trung tâm văn hóa thể thao học đọc cộng đồng xã Long An ha. Phía trước cái dòng cua, ở ngay đây là một ngôi chợ rồi, ngôi chợ nhóm ở đây đó cả nhà ơi. Thấy bà con mình bán rau cải nè, rồi cá ở đây nè. Chào chị, chị cho em hỏi chút xíu chị, cái chợ này mình chợ nhóm hả chị? Chợ nhóm gì chị? Long Phụng hả? Ở đây là mình xã Long Phụng, xã Long Phụng chứ không phải Long An hả chị? Sáng sớm giờ là mình thường bán ở khu vực này hả chị? Sáng giờ bán được không chị? Em làm YouTube, em quay cảnh quê hương á, chạy ngang đây. Cũng ít đi đường này lắm chị ơi, cũng không rành. Cái đường này mình hết đường mình đi đâu chị? Cái đường này nè, mình chạy theo mình hết đường mình đi đâu chị biết không? Đường này hết đường thì đâu chị ba? Đi ngoài luôn chứ không có hết đường á. Bây giờ cái đường này mình đi qua bên dạ. Mình đi ra bến phà Kinh Nước Mặn được không? Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ thôi em đi luôn chị ơi. Cảm ơn chị nha. Chúc chị mua mai bán đất nè. Ở đây thấy chị có bán cá đối quá trời nè, cá ông cát rồi. Mấy cá này là mình bắt từ sông hả chị? Dạ đúng rồi. Cái này bắt từ sông. Dạ. Cá ông kèo. Cá ông kèo này sao nó màu kỳ quá chị? Cá bóng sệ chứ không phải ông kèo. À bóng sệ à. Này mình bán bao nhiêu? 1 ký. 150 ha. Cá đối này, cá đối xong ha. Dạ, cá đối xong. Là bao nhiêu chị? Bao nhiêu ký? 100 ngàn, 120 đó. Dạ. Dạ. Bên đây chị bán gà đó nè. Còn chị này là chị bán rau cải. Cô bán rau cải. Thôi em đi luôn nha chị ơi. Dạ. Dạ. À quay cảnh đường phố á cô. Con đi luôn cô ơi. Vậy là theo hướng này á thì bà con mình nói là đi về cảng quốc tế Long An được luôn, rồi đi bến phà Kinh Nước Mặn được luôn ha, nếu mà mình chạy thẳng nha cả nhà. Còn bây giờ mình sẽ đi dọc theo cái tuyến đường đường Đông Thạnh Tân Tập ở đây. Mình sẽ đi xuống song song với lại con sông Cần Giuộc đó. Ngay phía trước mình là một bản cổng chào ấp văn hóa Phú Thạnh. Rồi có con mèo nó nhảy qua hàng rào lan can, người này nhà, người này nhà, người kia luôn. Ngay cái ngã ba ban nãy đó, hình như là lúc trước em không thấy hay sao, giờ nó có mở lên một cái con đường DT gì đó để đi thẳng xuống cảng quốc tế Long An luôn cả nhà. Ôi vườn bông trái cây gì à, hoa
hoa rất là đẹp, hoa bông giấy, coi như là trồng kín hết lại cái căn nhà của bà con mình. Bãi cát đá phía trong sâu ở phía trong lớn lắm. Hình như là em cảm thấy là cái con đường ở phía ngoài á, nó đông, nó chạy đông di chuyển rất là nhiều luôn, còn cái con đường ở trong đây thì vắng hoe, lai ra lác đác hả cả nhà. Bên tay trái cái quán hải sản 12, cặp những nhà bà con mình nó cặp theo cái con kênh này thì vừa lá đâu không. Có những quán ăn, em nhớ là có những cái quán ăn ở phía bên tay phải á, mà bây giờ còn hay không. Đây vừa nói quán ăn gì đây, này quán ăn sáng rồi, bún riêu. Phía trước có một cái quán ăn kìa cả nhà, quán ăn view sông Hai Thảo. Nghe view sông là rất hấp dẫn ha, không biết là quán này đẹp hay không đây. Trời ơi, tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Một cái ao, xong rồi á, ở phía ngoài á, là những đám lá dừa nước, có những cây chồi, ôi mát vừa rượi luôn, có những cây dừa cao á, nó xỏ bóng mát à. Đẹp đẹp, từ ngoài mình nhìn vào thấy rất đẹp luôn. Đây một cái quán nữa nè, quán Úc Thọ nè cả nhà, cũng view sông nữa nè. Wow, ở trong đây rất là nhiều quán, quán ăn sân vườn á, gọi là quán ăn gia đình, nó view sông Cần Giuộc nè. Hao hao giống cái khu mà vườn táo ngày xưa ở xã Phong Phú đó cả nhà. Khu vực này, mà khu vực này á, là nó ảnh hưởng bà con mình đánh bắt hải sản rồi đó. Có thể là những cái quán ăn hải sản nó sẽ phong phú, nó sẽ tươi sống hơn là ở khu vực khác ha. Đường quê cũng rất ít bà con mình chạy. Rồi một cái biệt thự đây, biệt thự nhà vườn, phải nói là cỡ công đất á, trong trồng những cây vú sữa. Kế cạnh đó là một căn nhà lá, nhà này thấy sụp sệ cái dạng mà Nam Bộ ngày xưa đó, đường vào là những cái bụi lá dừa nước nè đó. Ngày xưa bà con mình sống thường thường đi theo những cái con hẻm con đường đó, rồi có hàng rào cái dạng cây tạm bợ ở đây, rồi đi vào trong cái khu vực nhà nhìn rất Nam Bộ luôn cả nhà. Đây một căn cũng hao hao ngày xưa nè, cạnh dừa lá rất nhiều luôn. Đường về hôm nay vắng tanh luôn ha, rất ít xe chạy di chuyển. Mặt tiền này còn trống rất nhiều cả nhà. Ở đây một cái căn nhà dọn đi rồi, bỏ hoang cây cỏ tùm. Đường này chắc em nghĩ kinh doanh khó lắm, ít người, ít bà con mình ở, ít người di chuyển. Buổi sáng sớm giờ này là rất đông đảo bà con mình là đi làm nè đó, rồi đưa rước học sinh đó, mình kinh doanh buôn bán thì nó sẽ thuận tiện nhất trong cái khung giờ này. Mà thấy không có bà con mình di chuyển nhiều, cũng như là quán xá nó rất là vắng luôn ha, len que vài quán á mà không có khách nhiều á cả nhà. Bên đây là cảnh cái dòng kênh sâu quắc luôn, có những căn nhà mà nó ảnh hưởng ra ngoài cái dòng kênh luôn, phải kiên cố kỹ nếu không là cũng thấy không an toàn cả nhà, xây nhà kiểu đó. Công trình thanh niên xây dựng cầu nông thôn, cầu vào nhà dân bà con mình. Rồi cây xài nó xỏa bóng, xỏa trái qua bên sân người ta luôn. Xoài thấy màu cam cam,
màu đỏ đỏ, cam cam, hồng hồng nữa cả nhà, không biết giống xoài gì. Tường rào thấy quá dài luôn. Một căn nhà lầu kiểu cách xây ngày xưa. Ở quê sao thấy bà con mình hay trồng những cái hàng cao với hàng bông bụp nè, trước nhà làm hàng rào, trước cửa nhà thì kéo tạm lưới bơm mưa vậy thôi cả nhà. Một bên là một cái ao vuông tôm. Mùa này ở xã Long Phụng thì đã cày hết ráo rồi. Bên đây là bên đồng ruộng cả nhà, cày ruộng tơi ra hết rồi, chuẩn bị cho vụ mùa mới trong năm nay. À chào cô. Cô sẵn tiện cho con hỏi chút xíu cô, cái hướng này mình đi đâu với cô? Đây đi xuống dưới Tém. Dạ. Đây đi xuống mình mình đi qua bến đò Chợ Kinh được không? Được. Được phải không? Đây chạy vòng dưới hả? Đây tắt ngang qua đi dễ hơn. Không, mình chạy vòng dưới. Tại đây. con quay YouTube á, con quay đường phố cho bà con mình xem đó, tìm hiểu. Con không biết đường. Dạ. Đây đang chạy thẳng dưới có đường khén á, đi vòng dưới luôn. À đi thẳng hết giáo đường. Giờ quẹo bên tay trái hả cô? Bên tay phải. Ủa tay phải là qua bên đây mà. Dạ. Dạ dạ con xuống dưới con hỏi thăm. Dạ, cô xưa giờ ở đây hả? Cô ở đây. Dạ thôi con đi luôn cô ơi. Chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Chào cô. Vậy là con đường này mình đi xuống chợ Kinh được nè cả nhà. Phía trong mình là căn nhà lá, căn nhà mà giống ngày xưa. Nhà lá, bây giờ ít ai lợp lá mà xây dựng nhà ở kiểu dày lắm. Đa số xây dựng lá là người ta sẽ làm quán thôi, quán cà phê thôi cả nhà. Em nghĩ là lá dừa ở đây không thiếu đâu, nhiều lắm. Ở phía trong quá trời luôn. Giờ mình sẽ tìm đường đi qua bên chợ Kinh cả nhà ha. Qua bến phà đó. Thì theo hồi nãy ban nãy cô chia sẻ thì mình đi được nha, đi theo cái hướng này. Phía trước là hành lang bảo vệ đê ông Hiếu nè, đê ông Hiếu đâu đây. Thì có dịp có duyên thì em xuống đây cũng muốn làm quen với tất cả các bạn ở khu vực này nha. Nếu mà có gì không hiểu về cái khu vực này thì xin cả nhà hãy comment bên dưới để cho mọi người biết về cái khu vực ở đây nha cả nhà, hiểu hơn về khu vực mà mình đang đi qua đây, xã Long Phụng ngày nay. Thấy nhà ở đây thì bà con mình ở khang trang lắm, có căn nhà nào tường thì hoành tráng, cũng có những căn nhà phải nói là lợp bằng lá dừa nước luôn á, gọi là nghèo á cả nhà. Thì mình chỉ nghĩ vậy thôi, nếu mà bà con mình á không có mà gọi là có tiền á, ai mà ở nhà như vậy ha. Những căn nhà ở đây thấy thấp lắm, thấp chủng ở dưới luôn. Cái đường này có thể là thời gian gần đây đã sửa chữa nâng cấp lên cao hơn cái mí đường đó cả nhà. Cao hơn cái đường cũ. Và những căn nhà nó lọt lại hầu như là nó thấp lắm, nền thấp. Tới đây thấy cảnh cũng kinh doanh điện thoại nè. Ôi căn nhà cấp 4 quá đẹp ở đây, khu vực này. Phía trước là bia. Cửa hàng bia. Căn nhà này rộng ghê thiệt. Có sân trước ở phía, có một cái nhà chứa cây, chứa gỗ gì đó.
thế giới ăn vặt ở đây nè, Happy Ngọc Xuân. Này sao buổi chiều bán bây giờ không thấy. Đồng ruộng khô cằn, nứt nẻ hết ráo. Mình đang di chuyển qua nè. Tới đây là có lẽ mình xa dần với lại con sông Cần Giuộc rồi cả nhà. Phía trong thấy toàn là ruộng không. Lát, bà con mình trồng lát quá trời. Rồi tới đây em thấy khó xử rồi nha. Tại tới ngay một cái ngã ba mà không biết hướng nào để quẹo về bến đò Chợ Kinh, đê Phú Thạnh, tổng hợp Sapa ở đây. Con đường này là con đường vôi đồn, hướng này là hướng cái kênh, rất đẹp luôn. Còn bên đây là mình cũng đi một cái con đường nữa mà không biết đi đâu luôn. Chờ bà con mình chạy qua một tí xíu đi, hỏi thăm đi cả nhà ơi. Không thấy ai đi ngang cái tuyến đường này hết. Chị ơi, chị cho em hỏi thăm cái chị. Mình đang muốn về Chợ Kinh đó, bến đò Chợ Kinh mình đi đường nào? Thẳng này. Qua cầu Quẹo Trái. Còn cái hướng này. Đâu là mình đi đâu? Rồi cảm ơn. Rồi em sẽ đi đường này. Rồi cảm ơn chị nha. Không biết đường luôn. Vậy là về bến đò Chợ Kinh mình sẽ đi theo hướng này cả nhà ơi. Tới đây có một cái ngã ba ngã tư gì nè. Rồi mình sẽ quẹo trái nữa. Nhưng mà uổng quá, bên đây có một cái tuyến đường rất đẹp cả nhà. Tuyến đường cặp cái con kênh. Nhìn cảnh đẹp lắm. Nhưng mà không có duyên, thôi chạy xuống theo cái hướng này đi ha. Lần đầu tiên em cũng ngoắt lại hỏi đường bà con mình ha. Đây có một cái ngôi chợ nhóm gì ở đây nữa. Bên đây thấy thao bán cá mắm rau củ quả ở đây. Mấy căn nhà liên tiếp nè, sáng bán đồ ăn sáng. Khu vực này là chợ nhóm rồi. Nó phá lấu bánh mì. Chỉ cần quẹo qua là thấy cảnh chợ liền ha cả nhà. Ở những cái cây mai tú quý. Bà con mình đi chợ sáng sớm ở đây. Ôi căn nhà đẹp ghê ôn. Nhà đại gia ở dưới quê nè cả nhà. Quá trời quá đất. Ngay đây mình di chuyển á, y như là Phú Thị đó. Đi lên chút xíu là nhà quê. Còn ở đây là như trung tâm của khu vực này á cả nhà. Phía dưới là có một cái cống, cái đập gì ở đây lớn ghê lớn. Cái dốc rất cao ha. Rồi phía tây là mình nhìn thấy cái tàu bè rồi nè. Thấy con sông rồi nè cả nhà. Tàu neo đậu ở đây rất là nhiều luôn. Đánh bắt cá gì ở đây nè. Rồi xa xa phía phía ngoài là con sông Cần Giuộc đó cả nhà. Ở đây ra ngoài chắc em nghĩ là cũng tầm khoảng 400m đó. Rất xa luôn. Nhìn thấy không được rõ nha cả nhà. Những con tàu bà con mình đánh bắt hay là trung chuyển cái gì nè, đậu giữa cái con kênh con rạch này. Ở đây đường hẻm rất nhiều nha cả nhà. Khu vực mà mình vừa đi ngang nè, khu vực chợ, chợ nhóm ở đây. Đông Thạnh, đây là con đường Đông Thạnh Tân Tập chị bà con ơi. Thấy cái đường dầm cua này đẹp quá. Thì ở đây có hai cái con đường thì bà con mình chỉ là quẹo cái đường bên tay phải, tay trái ban nãy á, là mình cũng ra được cái hướng mà mình đi á. Nhưng mà đi con đường này có lẽ là sẽ đồng ruộng thôn quê. Tới một cái dầm cua nữa nè.
quẹo qua. Nhà ở đây cũng san sát với nhau, ở một căn nhà lá. Ở đây không biết đất có nhiễm phèn nước hay không mà em thấy nó vàng dữ lắm cả nhà. Đất mà nó cạn khô đó, nó lồi lên những cái mà vàng vàng ở dưới đáy á. Nếu mà nhiễm phèn thì mình sẽ hạn chế một số cái cây trồng, mình không có trồng được ở vùng đất này. Căn nhà màu vàng luôn, nổi bật luôn á cả nhà. Cái căn nhà thấp dữ vậy. Cái quán bán tạp hóa ở phía trong đóng cửa mà rất thấp luôn. Đúng là cái vùng đất này còn bao la con đường đi và nhiều cái điểm khác nhau mà mình chưa biết đến nhiều, em chưa biết đến nhiều cả nhà. Nhiều con đường quẹo lắm, hẻm lắm. Bãi cát đá hay gì ở phía trước này. Cái con đường này là nó gần với lại con sông Cần Giuộc nhất luôn. Hướng gió nó thổi vào là em nghĩ ở đây sóng là sẽ mát hơn những con đường phía trong. Đây quẹo vô hẻm nữa nè, bà con mình chạy vào hẻm ở trong nữa. Xây nhà mới, nhà cũ dở, bà con mình xây nhà mới, nhà tường hay sao đây. Rồi cái nhà như cái lồng cu luôn. Một căn nhà bỏ hoang ở phía trong nữa cả nhà. Ở đây ao không, cây bình bát, cây xoài nè. Ôi cái vườn kiểng trước căn nhà, hàng rào dùng hoa trang làm hàng rào kiểng mai không đẹp ghê. Mấy căn nhà phía trước này cũng khang trang ghê hồn. Dưới quê sống yên tĩnh thoải mái, cuộc sống ở dưới quê thanh bình quá. Cây pha mì trồng ở phía ngoài luôn cả nhà. Khoai mì giờ mình ăn đọt cũng ngon lắm, không cần phải ăn củ, đọt mình luộc mình chấm nước tương mình ăn cũng ngon nữa. Thích tóc nam Kiệt Nguyễn, cả mặt tới tai. Ở đây có một tiệm tóc. Nãy giờ chạy trên tuyến đường từ ở phía ngoài mình chạy vào. Khu này bà con mình tập trung ở đông nè cả nhà. Cái nhà máy Thái khang trang đẹp đẽ, san sát nhau. Ôi ai đốt gì khói quá khói à. Ôi một cái căn nhà an táng cho người đã mất, quá đẹp luôn. Ô cái đường đi vào khu nhà ở phía trong. Cái quán phía trước, một cái quán của những chú uống cà phê sáng. Hôm nay mình đi như vậy không có theo một cái con đường nào cả, mình cứ đi theo một cái quán tính, một cái dòng cua như vậy cả nhà, khám phá cái tuyến đường ở đây. Lần đầu tiên em cũng đặt chân xuống đây luôn á cả nhà, nên không có rành ở khu vực này nha. Nhưng cảm nhận một điều trong em là nhà ở đây cũng khá nhiều và cũng khá đẹp, nhưng có điều là bà con mình kinh doanh thì thấy ít đó, thưa thớt lắm. Nhưng mà nhà hoành tráng, còn cơ sở hạ tầng ở đây thì cũng không thấy nhiều nha. Cũng như trường học rồi đó, không biết nó có nằm ở tuyến đường chánh nào hay không. Nhưng mà trên cái tuyến đường em di chuyển thì không thấy trường học, như là công viên đồ đó, khu vui chơi ở đây. Chỉ thấy những cái ngôi chợ nhóm, những cái cảnh thôn quê thì còn khá là nhiều luôn.
Mình đang di chuyển qua con đường Đông Thạnh Tân Tập ha. Rồi cây mai ha, cây dị phía trước à. Lớn ghê hồn. Một cái trường học. Cái này là học lớp ở nhà. Mấy căn nhà này khá giả nhất dùng ở khu vực này luôn cả nhà. Ở đây một cái gì đây, phần mộ Nguyễn Gia này, em nghĩ là phần mộ gia tộc ở đây. Mình cứ quẹo quẹo cong cong rồi đi tới thôi. Ngay đây là cây đước á cả nhà, cây đước rồi cây mía dầm ở dưới này em thấy rất nhiều ha. Đó, xa xa cây đước, cây vẹt đâu đó. Gần con kênh mới có những cái cây này nó mọc được. Tại nước ra vào á nó mới được sống được. Còn nước trong đồng khó trồng những cây này lắm. Mà cây này không ai trồng, tự nó mọc quang không à. Khu vực này mình chạy ngang thấy có vẻ im ấm rồi cả nhà. Có cây sung phía trước, cái sân ở dưới quê nè cả nhà thấy không? Nhà hầu như là có cái bên hông nhà đó để mình sinh hoạt không, xây nhà kiểu đó thật sự thoải mái. Nhà hàng cao, nguyên hàng cao dài luôn, sát với lại cái con đường luôn nè cả nhà. Rồi mình vẹo ngược lên rồi. Vay vốn ngân hàng à, phía trước là ra tới con đường 826C rồi nè. Con đường này mình chạy xuống Phà Đông Thạnh rồi. Ngay phía trước mình đây nè cả nhà. Đó, vậy là mình ra cái con đường xuống Phà Chợ Kinh rồi này. Tới đây, ngay một cái khu vực chợ nhóm. Đi vòng vòng quèo quèo nãy giờ mình cũng cuối cùng mình cũng ra được ha. Ngay đây bà con thấy bán bánh mì sáng nè. Rồi có lẽ tới đây thì em cũng dừng cái video clip này lại nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà cùng đồng hành với em trong clip hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình một cái video clip kỳ sau ha.